Xin chào tất cả em học sinh lớp 6. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn cho các em ở cái phần bài tập của bài số 8. Trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho các em ở cái phần luyện tập. Phần luyện tập cũng là của bài số 8 em nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài 52, bài đầu tiên của phần luyện tập. Chúng ta bắt đầu làm luôn nhé, chứ không vòng vo tam vấp gì nữa. Thì thầy chỉ vòng vo một xíu là nhớ clip quảng cáo này, đăng ký khóa học này, và nhớ là 19:30 là thầy sẽ up clip trên kênh của thầy. Có thể trên Facebook thầy sẽ không chia sẻ trên đó, chỉ có chia sẻ trên kênh thôi nha. Rồi, chúng ta có bài 52. Điền số thích hợp vào ô trống. Đây, các em nhớ này, nếu mà để cộng dọc xuống ấy, để cộng dọc xuống thì nó dễ rồi, thấy không nào? Nhưng mà ở đây các em thấy này, còn nếu mà tính một trong hai số thì các em sẽ lấy cái tổng này này, chúng ta trừ, nếu như mà tính A ấy, thì chúng ta sẽ trừ B thì nó sẽ bằng A, mà muốn tính B thì các em lấy cái tổng này chúng ta trừ cho A thì bằng B, nhớ nhá. Nếu mà tính ngược, ở đây người ta cho tổng, mà muốn tìm số hạng thì chúng ta lấy tổng trừ số hạng ra đó. Thì ở đây chắc thầy sẽ làm ở trên đây luôn, tại vì nó cho cùng mẫu không em. A với B, mà A cộng B các em như vậy, ở đây chắc chắn là mẫu là 27 rồi này. Chúng ta lấy 6 cộng 5 ở đây chắc chắn là bằng 11 này, có đúng không? Ở đây mẫu 23 mà tổng ở đây 11, cái số hạng thứ nhất là có cái tử là 4 thì chứng tỏ ở đây sẽ là mấy? Mẫu ở đây chắc chắn là 23 rồi, chứ đây là 7. 11 trừ 4 thì bằng 7 đúng không nào? Ở đây là 3/5, 3/5 mà ở đây là 7/10. 3/5 này thầy có thể viết trở thành là mẫu là 10 đây. Thầy nhân đây 2 thì đây chỉ là 6/10 này. Như vậy thầy sẽ viết trở thành là, ở đây là mẫu là 10. Như vậy 7 cộng 6 là bằng 10. 13/10, các em hiểu chưa? Tương tự như vậy, ở đây cái mẫu ở đây là 7 mà đây mẫu 14, thầy sẽ viết trở thành cái mẫu đây 14. Chứng tỏ đây thầy nhân 2, đây nhân 2. 2 nhân 2 thì đây sẽ là 4. Như vậy mẫu đây là 14 này. Như vậy thầy lấy 5 cộng 4 đây trở thành là 9 này. Các em hiểu cách đấy không? Ở đây 3 với 3, mẫu đây là 3 này. 4 cộng 2 là 6, 6/3 thì 6 chia 3 nên là bằng 2 này. Được chưa? Đây mẫu 5, đây mẫu 5 mà đây là 8, mà đây 2 chứng tỏ đây là 6/5. Ok, rất là nhanh gọn dễ hiểu như vậy. Chẳng có gì phức tạp cả các em ạ. Khi học kênh của thầy, thầy nói chung là có gì thầy chia sẻ như thế thôi. Các đệ tử, các em học sinh thì cứ yên tâm, sư phụ sẽ truyền đạt hết nha. Rồi, chúng ta sẽ đi sang bài 53 nhé. Rồi, bây giờ chúng ta tiến hành bài làm bài 53. Chúng ta tiến hành xây tường các em ạ. Thì các em đã biết cái người thợ xây cho nào, cái nguyên tắc người ta xây á, thì khi mà người ta xây cái hàng gạch đầu tiên á nha, xây hàng gạch đầu tiên xong thì cái viên gạch, ví dụ như thầy bắt đầu xây hàng đầu tiên thì cái viên gạch nên này, thầy không bao giờ thầy đặt chồng với viên gạch này đâu, mà thầy sẽ đặt chính giữa, lấy cái viên gạch này đặt chính giữa, luôn luôn là như vậy các em. Thấy cái viên này nó sẽ nằm chính giữa. Tương tự cái viên này nằm chính giữa, thấy không? Đó. Nên là người ta mới bán cái loại gạch gọi là gạch nửa đó các em. Nên sau khi thầy cất nhà xong là thầy đúng thầy xây được luôn các em ạ. Thầy không phải nói phét các em đâu, thầy hiện tại là thầy xây được luôn đấy, nhưng mà làm gì có thời gian mà xây các em. Đó, dạy các em rất là mệt rồi, dạy thêm, dạy chính rồi, dạy online rồi bú nó xu hết con nhỏ nữa. Ôi, mệt lắm em. Rồi, xây tường. Xây tường thì theo nguyên tắc là A là bằng B cộng C. Phải không? Như vậy, A bằng B cộng C nghĩa là gì? Nghĩa là cái viên gạch ở trên đây này, cái viên gạch ở trên đây này, nó sẽ bằng hai cái viên gạch này cộng lại, sẽ bằng viên gạch ở trên đây. Các em hiểu không nào? Đó nhá. Như vậy thì theo nguyên tắc đó, cứ lấy hai viên gạch này cộng lại sẽ bằng viên gạch trên đây. Tương tự lấy hai viên này cộng lại bằng viên gạch trên đây nhá, theo nguyên tắc đó nha. Như vậy thì ở đây nó cùng mẫu hết, cùng mẫu hết, nên thầy sẽ làm nhanh cho các em xem nha. Như vậy thầy thầy biết được hai viên này rồi, thầy sẽ lấy cộng lại để ra viên này. Như vậy thì ở đây mẫu chắc chắn là 17 này. Thầy lấy 11 cộng cho -7 thì bằng là 4 này. Được chưa? Tiếp tục, cứ thầy cộng được thì thầy cứ tính trên đây tiếp. Lấy 2 đi, thằng này cộng lại trên đây. Như vậy 17 -4 cộng -4 thì ở cái viên chỗ đây sẽ là ra số 0 này. Đó.
Tương tự như vậy, lấy hai cái anh đây, lấy hai anh đây cộng lại thì ra được cái viên chỗ đây, cái đúng không? Thì chỗ đây 4 cộng âm 4 đây cũng sẽ là bằng 0 này. 0 cộng 0 đây ra viên, đây cũng ra số 0 này. Đó. Lần này thì từ từ tiếp tục tính ở phía bên đây. Như vậy thì ở đây 4 phần 17 mà đây cái viên tổng á, đây là viên tổng của hai viên đây, mà đây là 4 mà đây 6 thì chứng tỏ đây là 2 phần 17 này. Các em hiểu nào? Mà đây 1 phần 17 mà đây tổng của nó là 2 phần 17 chứng tỏ chỗ đây là viên là bao nhiêu em? Bao nhiêu cộng 1 là bằng 2? À, ngay chỗ đây sẽ là 1 phần 17, tại vì 1 cộng 1 thì bằng 2 phần 17. Rồi, bây giờ chỗ đây rất là dễ đúng không nào? Như vậy thì ở đây là 4 phần 17 mà đây có 1 phần 17 rồi, chứng tỏ ở đây nó còn thiếu số mấy? Số 3 phần 17. Có đúng không nào? Đó, xong. Lấy anh đây cộng anh đây thì ra chỗ đây chứ nó. Thì chứng tỏ ở đây 6 phần 17 cộng 0 thì cũng bằng 9, nó là bằng 6 phần 17. Chúng ta lấy 0 cộng 6 phần 17 thì nó cũng ra ở được là 6 phần 17 ở đây. Đó. Các em hiểu nguyên tắc đó chưa? Chúng ta nên xuất phát từ hai viên đây, tính lên trước hàng ở đây. Sau đó chúng ta cứ dựa vào viên tổng và tính ra cái viên số hàng. Đó, vậy thôi. Hay không em? Nhìn thì có vẻ khó nhưng mà thầy hướng dẫn thì làm thì dễ, đúng không? Đây. A chính là bằng B cộng C này. Được chưa? Chúng ta làm bài 54 nha. Nhìn xíu nè. Rồi, ta làm bài 54. Rồi, chúng ta có bài 54 nha. Trong bữa bài tập của bạn An có bài làm sâu A, B, C, D. Hãy kiểm tra lại các đáp số và sửa lại chỗ sai nếu có. Nghĩa là đúng thì thôi, mà sai thì chúng ta phải sửa lại. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra từng câu nha. Câu A. Bạn Lan là âm 3 phần 5 cộng cho 1 phần 5. Thì bây giờ thầy sẽ không nhìn cái kết quả của bạn An nha, mà thầy sẽ làm ra của thầy. Nếu như mà kết quả của thầy á, mà giống với kết quả bạn An thì chứng tỏ kết quả bạn An này bạn làm đúng nè. Mà nếu như kết quả của bạn mà khác kết quả của thầy á, thì chứng tỏ bạn An làm sai. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thì ở đây nó cùng mẫu 5. Như vậy thầy viết số 5 lại thì lấy tự cộng lại âm 3 cộng 1 thì nó sẽ bằng âm 2 phần 5. Các em thấy đối chiếu ở đây giống không? À, khác. Khác thì bây giờ chúng ta đã sửa nè. Chúng ta đã sửa nè. Như vậy chúng ta kết luận là vậy bạn An làm sai. Làm sai là sai ở câu A. Thì chúng ta sửa lại ở đây. Thấy không? Câu B. Như vậy thì ở đây âm 10 13 cộng âm 2 phần 13 thì em thấy là ở đây cùng mẫu là 13. Chúng ta lấy âm 10 cộng cho âm 2 ha? Thì nó bằng âm 12 phần 13. Các em thấy giống không? Giống. Như vậy chúng ta kết luận đây là vậy bạn An làm đúng. Vậy thôi. Các em đã hiểu cách làm chưa? Hiểu chưa nào? Chúng ta tới câu C nha. 2 phần 3 cộng cho âm 1 phần 6. Ở đây chúng ta tiến hành quy đồng. Thầy không có nhìn kết quả của bạn An đâu. Thầy chỉ làm theo của thầy thôi. Như vậy mẫu chung đây là 6. Chúng ta lấy 6 chia 3. 6 chia 3 thì được 2 nhân với 2. Thầy nói là này, 6 chia 3 thì được 2 nhân 2 đây là sẽ là 4 này. Cộng này, 6 chia 6 thì được 1 nhân đây nó vẫn là âm 1. Như vậy thì 4 cộng cho âm 1, 4 cộng cho âm 1 thì bằng 3. 3 phần 6 kết quả bằng 1 phần 2. Giống nào? Giống. Thấy chưa? Như vậy thì chúng ta kết luận là vậy bạn An làm đúng nhá. Vậy thôi, chúng ta chuyển sang câu D. Âm 2 phần 3 cộng cho 2 phần âm 5. Thì ở đây chúng ta sẽ kiểm tra bằng cách quy đồng. Như vậy thì ở đây âm 2 phần 3, cái chỗ âm 5 này, cái mẫu này mà nó âm này, thầy nhân cho cả tử và mẫu cho âm 1 thì cái âm này chuyển ở đây. Như vậy nó sẽ trở thành là âm 2 phần 5 nha. Mẫu chung ở đây sẽ là 15 các em ạ. 15. Thầy lấy 15 chia 3 thì được 5 nhân cho âm 2 thì bằng âm 10. Cộng 15 chia 5 thì được 3 nhân ở đây là âm 6. Như vậy thì âm 10 cộng cho âm 6 thì bằng âm 16 phần 15. Mà ở đây là bạn làm là âm 4 phần 15 thì chứng tỏ đây là sửa này. Cái này sửa này và chúng ta kết luận là gì? Vậy bạn An làm sai. Như vậy chứng tỏ câu B với câu C là đúng, còn câu A với câu D là sai và chúng ta đã sửa.
thì chúng ta ghi chữ sửa lại như thế. Các em đã rõ chưa? Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái bài 55, bài cúng cùi nha. Nếu mà các em cảm thấy hay thì nhớ đăng ký vào cái khóa học online của thầy. Thầy dạy cũng rất là nhiệt tình ở trong đó. Chỉ có 200k thôi mà các em học cả học kỳ 2, rất là hiệu quả các em, nếu bạn nào có điều kiện các em nhé. Rồi, chúng ta sẽ đi sang bài 55. Ây da, không phải 55 câu cuối em, còn 56, 57 nữa. Thầy vừa mới lật sách qua bên đây, vừa mới thấy em ạ. Rồi, bài 55 là điền số tích hợp vào ô trống, chú ý rút gọn kết quả nếu có thể. Như vậy thì ở đây các em thấy này, các em thấy đây là hàng ngang và đây hàng dọc. Thì bây giờ này, thầy hướng dẫn cái cách làm này. Chúng ta lấy âm 1/2 cộng hết, nghĩa là âm 1/2 cộng âm 1/2 là bằng 1 này. Âm 1/2 cộng cho 5/9 ra được kết quả đây. Âm 1/2 cộng đây ra đây, âm 1/2 cộng đây ra đây. Xong cái âm 1/2 chúng ta mới tới cái 5/9, chúng ta cộng đây ra đây này, cộng đây ra đây, cộng đây ra đây, cộng đây ra đây. Đó. Các em hiểu nào? Bài này khá dài đấy các em. Thôi chắc clip này thầy sẽ quay ở 3 bài thôi. Còn cái bài 55, 56, 57 thầy sẽ chia ở clip sau. Tại vì cái bài này thầy phải tách ra, thầy tính nữa rất là lâu nên nó mất rất mất thời gian em ạ. Chứ bây giờ chúng ta mà điền đây thầy tính nhẩm thì rất là nhanh, nhưng mà làm như vậy thì nó lại là giống như gọi là sách giải thì các em lại không hiểu ha. Rồi, thầy xin chào hẹn lại các em trong clip ở cái tiết luyện tập 2 nha. Ok, xin chào hẹn lại các em trong clip tiếp theo nha.